Xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được đồng hành cùng quý vị trong video ngày hôm nay. 6 bí quyết hack tuổi thọ cho gương mặt giúp bạn trẻ trung hơn như tuổi đôi mươi. Một là tránh ánh nắng trực tiếp. Ánh nắng mặt trời chính là kẻ thù lớn nhất của làn da và nó đẩy nhanh quá trình lão hóa. Nên sử dụng kem chống nắng có chỉ số SPS cao để bảo vệ da khỏi tia UV. Mặc quần áo bảo vệ cho làn da như là áo khoác, áo dài tay, quần dài, áo chống nắng khi mà ra ngoài. Tránh đi ngoài trong thời gian từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều khi mà mặt trời phát ra tia UV cực đại. Thứ hai, chế độ ăn uống hợp lý. Ăn uống là yếu tố quan trọng để giúp cải thiện sức khỏe của cơ thể và da của bạn. Nên ăn các loại thực phẩm giàu vitamin và các chất chống oxy hóa như là rau xanh, trái cây tươi, hạt hạnh nhân, cá hồi, trứng. Nên uống 8 ly nước mỗi ngày. Việc uống nước đầy đủ sẽ giúp cung cấp độ ẩm cho da, giúp giảm thiểu sự xuất hiện nếp nhăn và làm cho da của chúng ta trông trẻ hơn. Thứ ba, tập thể dục đều đặn. Những người có lối sống lành mạnh, tập thể dục thường xuyên trông trẻ hơn so với những người cùng lứa tuổi. Tập thể dục thường xuyên sẽ giúp tăng cường sức khỏe và phòng ngừa một số các bệnh của cơ thể, bệnh mãn tính. Thứ tư, bổ sung collagen. Collagen là hợp chất chiếm khoảng 80% cấu trúc của da. Quá trình lão hóa sẽ khiến da mặt mất dần đi collagen cần thiết làm cho da của chúng ta nhăn nheo hơn, chảy xệ hơn. Để cải thiện tình trạng này cần tập trung bổ sung lượng collagen còn thiếu trong cơ thể. Dạng collagen được sử dụng ở phổ biến hiện nay là collagen dạng uống như là dạng viên, dạng nước, dạng bột. Bạn có thể bổ sung collagen tốt nhất từ bên trong để nuôi dưỡng làn da khỏe mạnh hơn. Thứ năm là ngủ đủ giấc. Ngủ đủ giấc sẽ giúp cho cơ thể và da hồi phục sau một ngày làm việc mệt mỏi. Hãy cố gắng ngủ đủ khoảng 7-8 tiếng mỗi ngày. Thứ 6, thư giãn và kiểm soát căng thẳng. Căng thẳng có thể gây hại cho sức khỏe của bạn và làm cho làn da của mình trông già đi. Hãy tìm cách để giảm căng thẳng như là tập yoga, thiền, đọc sách, xem phim. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc các bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc. Tạm biệt các bạn.